Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Quỷ Đoàn Mệnh nhà họ Tạ, sống lâu trăm tuổi của tác giả Di Nhiên. Chương 251: Che dấu vụng về. Diệu Chân nhớ rất rõ ràng, 19 tháng 2 năm ấy là ngày vía Quan Âm Bồ Tát trong am phải làm lễ. Nhiệm vụ của cô rất nặng nề, không chỉ phải thay hết thảy câu đối chữ cũ trong am, còn phải viết một đống kinh Phật Đêm hôm đó, cô viết đến nửa đêm dưới ánh đèn, không chịu nổi nữa bèn nằm sấp trên bàn ngủ gật, lúc xoay người thì bàn tay không cẩn thận đụng phải nến nên bị phỏng. Bị phỏng ngón giữa và ngón trò tay phải, cho nên chẳng thể viết chữ được, bèn phải lấy một miếng băng gà quấn lại, cố cắn răng để viết nhưng mà chẳng được bao lâu lại bị chai máu. Mười ngón tay liền tim, thực sự rất đau. Không ai nhìn thấy, chỉ có tĩnh trần chú ý tới. Ngày hôm sau, Tĩnh Trần đem cho nàng một sấp kinh Phật rất dày, lúc này nàng mới phát hiện hóa ra chữ của Tĩnh Trần rất xuất chúng. Sau đó, ta còn cố ý hỏi nàng, vì sao chữ đẹp như thế lại muốn giấu đi? Bà ấy nói thế nào? Nàng nói, người vẫn ngốc một chút vẫn tốt hơn, nếu không sẽ dễ bị người ta ghen tị. Tạ Chi Phi nghĩ đến niệm sân mà âm chủ đến nay chưa từng buông xuống thì đột nhiên hỏi. Trong am các ngươi có nhiều người ghen tị với nàng không? Ta cảm thấy không có. Diệu chân gầy Phật Châu Người xuất ra một lòng hướng Phật, thứ cần buông bỏ là thất tình lục dục ở trần thế, ghen tị là sân, ngay cả sân cũng không bỏ được, vậy thì còn tu gì nữa? Người đọc sách, quả nhiên khác biệt, lại còn dám hỏi ngược lại tả đại nhân ta, lá gan được đấy. Cho nên trong mắt ngươi, hai mắt khép hờ của tả chi phi đột nhiên mở to. Tính trần rất cẩn thận. Diệu chân chỉ cảm thấy ánh mắt nam nhân trước mặt lạnh băng, giống như dao găm giết chóc đâm thẳng vào ngực nàng chuyện này nói đi tả chi phi nhìn cô lông mày nhướng lên Lý bất ngôn nhìn chán rượu chân toát ra mồ hôi lạnh lúc này mới hiểu được tam gia dùng kế tiên lễ hậu binh với người này người khác nhau nên cách hỏi cùng khác nhau đúng là lão tặc rượu chân bị ánh mắt của tả chi phi nhìn đến mức chẳng biết trốn chỗ nào im lặng rất lâu mới nói ta cảm thấy nàng có thể là sợ phiền toái tả chi phi hơi chấn động Ý ngươi là sao? Sau khi ta biết nàng viết chữ đẹp, bèn cầu xin nàng viết tặng cho ta một bộ kinh Phật, cầu nhiều năm, nàng với viết cho ta một bộ. Diệu chân. Còn cố ý dặn dò, nếu lỡ như bị người ta phát hiện thì ta phải nói là tự viết. Cũng có một loại khả năng, là tính Trần không muốn để cho người khác thông qua chữ viết để tìm được thân phận nơi Trần thế của nàng. Nghĩ tới đây, tạ chi phi lần nữa cầm tờ giấy lên nghiêm túc nhìn nét chữ thế xấu kim là do hoàng đế chiều nào đó sáng tạo, vẫn bút linh hoạt mau lẹ, bút tích gầy có sức, tuy gầy như không mất nét. Dùng lời của phụ thân mà nói, người luyện loại chữ này, ca tính cực kỳ mãnh liệt, hơn nữa còn độc đáo. Ai cũng nói người như chữ, người như văn, chữ viết và văn chương đều thấm vào trong xương cốt và máu thịt của một người, đó không phải là thư tĩnh trần chỉ cần dùng một bộ ni bào là có thể che giấu được. Diệu chân, vì sao ngươi xuất ra? hắn đột nhiên hỏi. Nói ra quan gia có lẽ không tin, lúc thôi nôi ta cầm lấy một chuỗi tràng hạt. Lúc sáu tuổi mẫu thân dẫn ta đến chùa, ta chỉ vào tượng Phật trong chùa rồi nói, ta từng gặp họ rồi. Nói đến chuyện cũ, vẻ mặt diệu chân thoáng thả lòng. Sau khi trở về thì bị bệnh, khám thế nào cũng không khỏi, có hòa thượng nói đứa nhỏ này cần phải nuôi ở trong chùa thì mới sống được. Mười tuổi ta đã tới am thủy nguyệt, đầu tiên là để phát tu hành, cũng không bệnh không tai nhưng chỉ cần ta có niệm hoàn tục, thì bao nhiêu bệnh tai đều ấp đến, sau đó ta dứt khoát xuất ra luôn. Lúc lão am chủ nhận ta vào, người nói ta đời trước là người đi theo Bồ Tát, đời này đến trần thế là tới tu hành. Người từng đọc sách, chữ viết cũng đẹp, có thể thấy được gia cảnh trước khi xuất ra không kém nhỉ. Cũng không thể nói là tốt, ít nhất cũng không giàu dĩ vì kế sinh nhai, trong nhà một năm nấu cháo bố thí hai lần. Hỏi tới đây, không thể hỏi nữa, tạ chi phi khoát tay, ý bảo rượu chân có thể rời đi rồi. Lý bất ngôn đợi mấy người họ đi xa, tò mò nói. Tam gia, sao không kêu vị này đến tạ phủ tìm ngươi? Tạ chi phi bày ra vẻ mặt. Ngươi ngốc gà, hai chấm, nhà nàng ta có thể bố thí cháo rồi thì còn đến tìm ta làm gì? Lý bất ngôn nghẹn hỏng, không phục, lại hỏi. Vậy tam gia hỏi ra được gì từ trên người người này rồi? Tạ chi phi lười biếng vươn hai ngón tay. Điểm thứ nhất, cái gì ra thê của tĩnh trần trước khi xuất gia cũng tốt thậm chí còn tốt hơn nhà diệu chân nếu không thì không thể luyện ra được nét chữ xấu kim dưỡng không được một đôi tay xinh đẹp như vậy lại càng không quan tâm đến mấy chuyện không liên quan đến kế sinh nhai như xuân hạ thu đông như thế tả chi phi mỉm cười lý đại hiệp thấy đúng không lý đại hiệp gật đầu tam gia ngươi cũng được đấy điểm thứ hai sau khi nàng đến am thủy nguyệt mọi chuyện đều cẩn thận dè dặt cố ý giấu giếm, vì để không khiến người khác chú ý. Tả Chi Phi sờ sờ cầm, ánh mắt hơi phiêu đãng. Bởi vậy có thể thấy được, trước khi nàng xuất ra, đã từng trải qua sự cố nghiêng trời lệch đất nhân sinh biến hóa, nói không chừng là từ chỗ cao nhất của cuộc đời ngã xuống nơi thấp nhất. À, còn có một điểm. Còn nữa ư, Lý Đại Hiệp mở to hai mắt. Người có thể luyện được nét xấu kim đều là người rất có cá tính, vậy thì tính trần trước khi xuất ra hẳn là người không theo khuôn phép tả chi phi chống tay nâng má lý đại hiệp ngươi cảm thấy thế nào lý đại hiệp ngoài cười trong không cười ta cảm thấy ngươi và tiểu thư nhà chúng ta kiếp trước đều là hồ ly đầu thai đúng rồi một con hồ ly đực một con hồ ly cái trời sinh một cặp tả chi phi khẽ cười một cái nụ cười này kéo đến đuôi lông mày tiếp theo chu thanh đi vào trong phòng ra đã hỏi rồi mời xem thử tả chi phi nhận lấy giấy lật từng tờ xem thử càng lật về phía sau trái tim càng trùng xuống đáp án nhất trí đến kinh ngạc ký ức sâu sắc nhất đều là tĩnh trần dạy phật pháp cho họ không có một ngoại lệ hắn cất những tờ giấy này và mấy tờ kinh phật tĩnh trần chép đi dùng cơm chay sơ sơ ở am một lúc rồi đến chiều lại tìm vài người hỏi thử vâng vừa dứt lời chợt nghe bên ngoài có người kêu lên ra tam gia tam gia của ta ơi là gã sai vật thuận tài trong viện hắn tả chi phi và chu thanh nhìn nhau chậm rãi đứng dậy thuận tài xông vào thờ hùng hộp nói tam gia, ghê gớm rồi tiểu bùi gia gạt bùi gia nhị lão đến tả phủ cầu thân đại thiếu phu nhân bảo ngươi mau về khuyên can một chút đi tả chi phi đặt mông mùi xuống băng ghế thở dốc không thôi lý bất ngôn ở bên cạnh lại cười khúc khích dô ánh mắt nhìn người của bùi đại nhân cũng được đấy thái y viện lại một gã sai vật của tả phù vọt vào bùi thay y đại sự không tốt đại sự không tốt bùi ngụ đang phối thuốc thân là thái y mấy tiếng la hét này hắn nghe quá nhiều rồi nên cũng chẳng thèm nhấc mí mắt lên chờ gã sai vật chạy đến gần vẻ mặt hắn lạnh nhạt nói đi nhà các ngươi lại có ai bệnh tình nguy kịch gã sai vật lau mồ hôi trên mặt bùi thay y ngài mau đi xem một chút đi tiểu bùi ra hắn 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 bệnh tình nguy kịch động tác trên tay bùi ngụ chậm lại. Tiểu bùi ra không phải bệnh tình nguy kịch, hắn mang theo bà mối lên tả phủ cầu hôn. Cầu hôn, bùi ngụ hơi mơ hồ. Cầu hôn ai, họ hàng xa của lão phu nhân, yến cô nương của quý phủ chúng ta. Dầm dầm, thảo dược giải rác khắp nơi. Bùi ngụ sách góc áo lên, vọt ra ngoài như một trận gió. Tiểu xúc sinh cho má, nó là muốn khiến ông bô nhà nó tức chết đây mà chương 252, tề đại. Sao tề đại phi ngẫu, ý là môn không đăng hộ không đối. Tĩnh tư cư, yến tam hợp thấy đầu óc ong ong, chẳng nghe thấy gì, hình ảnh trước mắt đều trùng lại với nhau. Cầu hôn, bùi minh đình, bùi minh đình, cầu hôn. Tả tổng quản nhìn thiếu nữ ngây ngốc trước mắt, trong lòng vô cùng khó chịu. Tuy nói mặt yến cô nương hơi khó ở một chút, nói ít một chút, tính tình lạnh lùng một chút, da thế mỏng một chút. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn lại có cảm giác đóa hoa nhài cắm bãi cướp trâu thế này. Nhưng rõ ràng người cầu hôn là tiểu bùi gia, đích tử duy nhất của bùi ngụ, người thừa kế bách dược đường. Tả tổng quản véo mạnh mình một cái. Cô nương, người xem việc này, người đi gọi bùi minh đình tới cho ta. Yến tam hợp cuối cùng cũng hoàn hồn. Bùi minh đình lần nữa vào tĩnh tư cư, khí thế lần này rất khác biệt, tự nhiên thoải mái như vào nhà mình vậy. Thang viên đi ra đón. Bùi gia, cô nương đâu? ở trong phòng. Ừ. Bùi Minh Đình đi về phía trước vài bước, lại dừng lại nhìn Thang viên. Nói chớ, nhà đầu này nhìn đáng yêu lý bất ngôn nhiều. ít nhất tương lai khi hắn cãi nhau với Tam hợp thì sẽ không kể kiếm lên cổ hắn. Ừm, người này phải làm tì nữ hồi môn đến Bùi gia mới được. Bùi Minh Đình đi vào nhà chính, người trong lòng hắn ngồi bắc hướng về phía nam, đôi mắt đen hờ hững nhìn hắn. Đúng là nhìn sao cũng thấy cảnh đẹp ý vui. Tinh thần của bùi minh đình lập tức trở nên hăng hái, cười khoe hàm răng trắng nhỏ. Tam hợp, tìm ta tới làm gì? Bùi minh đình, ngươi bị rảnh hả? Nhìn xem, bị kinh hãi rồi chứ gì? Cũng khó trách sao nào kinh hãi, điều kiện tiểu bùi ra tốt như vậy, nữ tử nào bị ta chọn chúng cũng đều sẽ tự hoài nghi thôi. Rảnh đâu, nay ta bận muốn chết. Bùi đại nhân liếp nàng một cái. Tam hợp à? bà mối vương là bà mối nổi tiếng trong kinh thành, không có mối hôn sự nào là bà ta không dắt được cả, vì mời ba ta mà đã phải canh bên nhà sĩ tận ba lần đó. Yến Tam Hợp chợt thấy tâm trạng phức tạp. Cho nên, ngươi là thật ư, ai lại coi hôn nhân đại sự của mình là giả chứ? Bùi tiếu tiến lên một bước, đôi mắt cực kỳ dịu dàng. Yến Tam Hợp, chuyện cưới ngươi bùi minh đình ta thật hơn cả vàng. Ngươi, ngươi khoan nói đã, đầu tiên nghe ta nói với ngươi ba chuyện đã. Bùi Tiếu vươn một ngón tay. Chuyện thứ nhất, ta vừa thăng quan, hữu thiện thế thăng tới tả thiện thế. Yến Tam hợp, có gì khác nhau sao? Có chứ, vẻ mặt Bùi đại nhân rất kiêu ngạo. Toàn bộ tăng lục ti bây giờ đều do ta định đoạt. Sau đó thì sao? Sau đó, ta trở thành quan ngũ phẩm trẻ tuổi nhất trong thành tứ cửu, tương lai tiền đồ không thể so lường được. Những lời này, Bùi Tiếu đã cân nhắc từng câu từng chữ trong lòng, cũng đã luyện tập rất nhiều lần. Tam hợp về sau ngươi là phu nhân của quan gia, chờ vài năm nữa khi chức quan của ta lớn hơn một chút, có thể giúp ngươi xin một chữ cáo mệnh phu nhân, đời này ngươi gặp ai, đều có thể ngẩng đầu ưỡn ngực. Nghề gớm lắm, bùi đại nhân. Yến Tam hợp lại không nói gì. Bùi tiếu vươn ngón tay thứ hai ra. Ta là trưởng tử của cha ta, tuy phía sau còn có con thứ, tuy ta rốt đặc cán mai về y thuật, nhưng cha ta nói, gia nghiệp vẫn phải truyền đến tay ta. Bùi tiếu. Bách dược đường của bùi gia, ngoại trừ ở Kinh Thành ra thì chúng ta còn có 48 chi nhánh ở Hoa Quốc. Ừ, bùi ra ngươi nhà to nhiều tiền. Con người ăn ngũ cốc tạp lương, bệnh đau không thể tránh khỏi được, chưa nói đến chuyện ngày ngày tiến lên, chỉ nói đến việc ăn ngon mặc đẹp thì chẳng hề gì. Quan trọng nhất là, chúng ta xem bệnh không cầu người, đều là người khác tới cầu chúng ta. Yến Tam Hợp coi như nghe ra rồi, ý là phu nhân quan gia cho nàng địa vị, đông gia bách dược đường cho nàng tiền bạc. Có địa vị, có tiền bạc thì nàng còn có lý do gì để từ chối nữa. Bùi tiếu tiếu híp mắt đưa ngón tay thứ ba ra. Con người ta bình sinh không mê nữ sắc, những lần đến câu lan nghe khúc kia đều là gặp dịp thì chơi, không thể coi là thật. Chỉ cần ta có ngươi, thì gì mà thông phòng, tiểu thiếp, di nương đều gạt qua một bên hết, ta chỉ thương mình người thôi. Bùi tiếu càng nghĩ, trong lòng lại vui. Tương lai chúng ta sinh một nam một nữ, nam nhi nối dõi tông đường, nữ nhi thì tìm giúp nó một gia đình tốt, cuộc sống vừa yên ổn vừa đẹp ý. Yến tam hợp, đúng là vừa lòng đẹp ý, đến đời sau cũng tính tới rồi. Cuối cùng ta còn phải nói thêm một chút. Bùi tiếu lúc này chỉ vào chính mình. Tướng mạo ta đường đường, khí chân bất phàm, trong lòng có đại nghĩa và đại ái, đừng nói thành tứ cửu, cho dù khắp hoa quốc này, nàng đốt đèn lồng lên cũng khó mà tìm được, yến tam hợp, nàng thật có phúc. Ta cảm ơn ngươi. Yến Tam hợp lướt mắt nhìn vị Bùi đại nhân bất phàm kia, lại nhìn về phía Tà tổng quản đang ở ngoài ngưỡng cửa dựng thẳng lỗ tai nghe lén. "Tà tổng quản, Bùi gia có mấy người tới?" Hồi bẩm yến cô nương, chỉ có tiểu Bùi gia và bà Mối Vương. "Hai người ư?" Yến Tam hợp chợt hiểu chuyện gì xảy ra, người này là gạt phụ mẫu trưởng bối, lén lúc chạy tới đây. Hôn nhân trong cao môn đại hộ đều phải lấy cân ra để cân cả. Nhà trai mấy cân mấy lượng nhà gái mấy cân mấy lượng, hai bên phải tương đương nhau, phân lượng tranh lệch không nhiều lắm, mới tính là môn đăng hộ đối, mới có thể thành chuyện tốt. Một cô nương mồ côi, một bùi da, kém hơn 10 vạn 8 ngàn giảm, điều này khiến cho bùi minh đình không thể không tiền trảm hậu tấu. Suy nghĩ cẩn thận đến điểm này, Yến Tam hợp lại nhìn bùi tiếu, chợt lộ ra cảm xúc kỳ lạ. Ngốc thì hơi ngốc, kiêu cũng hơi kiêu, nhưng trái tim lại chân thành. Đối với sự chân thành, yến tam hợp cũng phải chân thành cô cười cười bùi minh đình người từng nghe bốn chữ tề đại phi ngẫu chưa để phòng ngươi dùng cái này làm cớ bùi tiếu cười không cho là đúng chữ của ta không có đẹp bằng người tranh cũng không đẹp bằng người thông minh còn chưa bằng một nửa người như thế thì tề đại phi ngẫu gì chứ thì ra tên nhóc ngốc này nghĩ như vậy yến tam hợp không thể không xuất ra đòn sát thủ hôn nhân đại sự ý của phụ mẫu lời của mai mối như thế mới không tính là lén nút tư tình đúng không đúng vậy cho nên ta đã mời bà mối ý của phụ mẫu ở phía trước lời mai mối ở phía sau có đúng không chuyện này yến tam hợp ta mặc dù là cô nữ nhưng cũng không phải người tùy tiện ánh mắt yến tam hợp nhìn hắn sắn bén ngươi thật có lòng cầu hôn với ta thì mời trưởng bối quý phủ ra mặt mang theo bà mối chọn ngày hoàng đạo cầm bái tiếp rồi lại đến bùi tiếu nhíu mày tam hợp chúng ta cần phải như vậy không phải như vậy ngữ khi yến tam hợp cực kỳ kiên định đến lúc đó ta có đồng ý hay không thì cũng sẽ cho ngươi một câu trả lời thuyết phục thang viên tiễn bùi ra giúp ta khoan đã bùi tiếu còn chưa có được một câu của yến tam hợp làm sao chịu đi tam hợp dù sao ngươi cũng phải nói rõ cho ta biết chuyện này ngươi muốn không nói ra ý của ta chỉ sợ làm ngươi chạnh lòng bàn tay này của ta trước kia từng sợ người chết về sau cũng sẽ sợ tiếc. Yến Tam Hợp vươn tay. Ngươi muốn cùng ta nắm tay nhau đến già thì phải suy nghĩ trước xem, mình có dám cầm bàn tay này của ta hay không, ta cho ngươi biết trước chuyện này. chương 253, Phi Ngỗ. Yến cô nương thật sự nói như vậy ư, ừ. đại thiếu phu nhân, ta không nói thêm một chữ nào đâu. Tả Tổng quản rụt cổ lại, thầm nghĩ ta chỉ giấu đoạn người chết kia thôi, miễn cho đại thiếu phu nhân ban đêm gặp ác mộng. Đúng là một người thông minh." Chu thị vỗ vỗ ngực, để hơi thở nghẹn nơi cổ trượt xuống. Những lời này để lại thể diện cho người của cả hai nhà. Tả Tổng quản gật đầu tán thành. Xuân Đào bên cạnh còn chưa lấy lại tinh thần. "Đại thiếu phu nhân, ý là sao ạ? À? Ta hỏi ngươi, nếu ngươi là yến cô nương, nên đồng ý hay là từ chối?" Chuyện này, Xuân Đào đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Đồng ý cũng không đúng, từ chối cũng không đúng chu thị hỏi tiếp vì sao xuân đào nếu đồng ý lỡ như bùi lão gia bùi phu nhân không đồng ý chẳng phải là khiến bùi gia gà bay chó sủa sao chu thị cười khổ với tính tình của tiểu bùi gia gà bay chó sủa vẫn còn nhẹ chỉ sợ sau này không được yên ổn mà yến cô nương sẽ trở thành kẻ đầu sỏ gây nên chuyện đó xuân đào rất tán thành gật đầu nếu không đồng ý một người tâm cao khí ngạo như tiểu bùi gia lại bị mất mặt như thế hắn có cam tâm không cho dù hắn có thể cam tâm thì nhị lão phía sau hắn cũng sẽ không cam tâm." Chu thị trầm rãi tiếp lời. "Bùi gia có ra thế gì, Yến cô nương lại có ra thế gì? Con ta chọn chúng nàng, đó là phúc tổ tiên nàng tích lũy được, nàng lại dám từ chối, đây không chỉ là đánh vào mặt tiểu Bùi gia, mà còn đánh vào mặt cả Bùi gia nữa." Xuân Đào cả kinh. "Yến cô nương là cố nhân của lão phu nhân, hiện giờ ở trong phủ chúng ta, nàng đánh vào mặt Bùi gia?" Chính là tạ phủ chúng ta đánh vào mặt bùi ra Nàng trở thành đầu sỏ Thì tạ ra chúng ta cũng thành đầu sỏ chu thị nhìn tạ tổng quản Hai nhà tạ Bùi qua lại thân thiết hơn mấy chục năm Cho tới bây giờ ngươi kính ta một thước Ta kính ngươi một trượng Chỉ có nói hai nhà càng ngày càng tốt Không thể bởi vì một mối hôn sự Mà ầm ý được Tạ tổng quản Ta nói nàng giữ thể diện cho cả hai nhà Có sai hay không Đại phu nhân nói không sai chút nào Tạ Tổng Quản thờ dài thật sâu. Yến cô nương yêu cầu tiểu bùi ra lấy ý của phụ mẫu ra, là để cho ba người họ tự thương lượng với nhau, lại lấy thân phận giao tiếp với người chết, cũng có ý khéo léo từ chối. Không chỉ giữ lại thể diện cho hai người, cũng ám chỉ cho tiểu bùi ra, cũng không biết tiểu bùi ra có nghe hiểu hay không. Xuân Đào lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Trước kia chỉ cảm thấy Yến cô nương làm gì cũng hờ hững, không dễ sống chung, không dễ nói chuyện hôm nay ta mới phát hiện nàng không phải không biết sống chung không biết nói chuyện mà nàng lười ở chung với chúng ta nói chuyện với chúng ta lười gì chứ đó là khinh thường thôi bàn tay nhỏ nhắn của chu thị trọc xuân đào một cái đứa nhỏ kia cái gì có thể nói chuyện gì có thể làm trong lòng đều hiểu rõ đúng lúc này có gã sai vặt đột nhiên chạy đến trước mặt tả tổng quản nói nhỏ một hồi tả tổng quản nghe xong vội khom người nói đại phu nhân bùi thái y Bùi phu nhân tới. Chu thị đào mắt. Nếu bùi thái y đã đến, người mau đi gọi đại gia trở về đi. Vâng. Tả tổng quản vội vàng rời đi. Xuân đào nhìn trái nhìn phải, thấy xung quanh không có người, mới dám thấp giọng hỏi. Đại phu nhân, người nói hôn sự này có thể thành không? Chấm. Chuyện đề cử, sư phụ tôi là thần tiên, vô địch tiên nhân ngạo thế tiên giới. Chu thị lắc đầu, tuyệt đối không thể. Phu thê bùi ngụ vào tả phù một người đi vào thư phòng tả lão đại, một người đi vào nội trạch. Bùi phu nhân năm nay 39, bảo dưỡng vô cùng tốt, nếu không phải vì chuyện của quý gia, khoe mắt nhiều thêm mấy nếp nhăn, thái dương mọc ra mấy sợi tóc bạc thì nhìn còn trẻ hơn. Vừa vào cửa, quý thị đã nói với lão phu nhân. Lão tổ tông của ta ơi, người xem thằng nhóc kia làm chuyện gì kìa, mau, lấy bồ đoàn cho ta, ta dập đầu bồi tội với lão tổ tông lão phu nhân sống đến một đống tuổi lời nói cũng không hề mắc sai sót chớ đừng cũng không phải chuyện lớn gì chúng ta cùng từng trẻ tuổi mà ai lúc còn trẻ mà không bồng bột một hai lần người đâu dâng trà một người nhấc lên cao một người nhẹ buông xuống bầu không khí trong chính đường thoáng cái đã sống lại nào còn chút xấu hổ nào quý thị ngồi xuống vừa nâng nắp trà vừa đưa mắt nhìn lướt qua ngô thị vội phất tay ý bảo mọi người lui ra ngoài Đám người hầu đi xa rồi bà mới buông nắp trà xuống, lấy khăn ra lau khóe mắt. "Lão Tổ Tông, nó còn chẳng để lộ chút gió nào với chúng ta, người xem, mấy đứa con bây giờ sao lá gan lại lớn như thế." Lão phu nhân cười, "Đứa nhỏ kia thẳng tính, trong lòng không giấu được chuyện. Trong lòng không giấu được chuyện, cũng không thể sàng bậy được chứ." Quý thị oán giận mắng con trai một tiếng, "Lão Tổ Tông, chuyện đã đến nước này, ta sẽ nói rõ ràng với người luôn." Câu nói đầu tiên của bà sau khi Quý thị vào cửa làm tâm tư bà bị khuấy động, nhưng trên mặt lại bình tĩnh. "Ngươi cứ nói, theo lý, Yến cô nương từng giúp quý gia, chỉ vì điểm này thôi ta cũng nên cân nhắc tâm tư của đứa nhỏ ngốc kia rồi. Lại càng không cần phải nói Yến cô nương tướng mạo học vấn đều đủ, lại là một người thông minh." Lão phu nhân vừa nghe lời này, còn thấy vui hơn khen mình. "Ai nói không phải chứ? Cháu gái Yến Hành ngoại trừ ra thế kém một chút thì những thứ khác đều là xuất sắc. Nhưng bùi gia không thể so với nhà khác. Quý thị chuyển đề tài, sắc mặt trở nên khổ sở. Lão Tổ Tông cũng biết đấy, lão gia nhà ta có thể tọa chấn bùi gia là dựa vào bản lĩnh của hắn, nếu không theo quy củ thì làm gì đến phiên hắn làm chủ. Chuyện nhà bùi gia, lão phu nhân biết rất rõ ràng. Bốn huynh đệ bùi gia, bùi ngụ chiếm một chữ đích, phía trên hắn còn có một đại ca ruột thịt, phía dưới là hai thứ đệ. Bùi lão thái gia thấy bùi lão đại không có thiên phú với y thuật, bùi ngụ lại có thiên phú rất cao, nên mới truyền gia nghiệp lại cho hắn. Vì thế, bùi lão đại rất hận cha ruột mình. Là bùi ngụ chủ động như một phần bách dược đường cho đại ca nhà mình, mới có thể trấn an được bùi lão đại. Đáng tiếc cuộc đời không như ý. Đứa nhỏ Minh Đình kia lại chẳng có chút thiên phú y thuật nào như cha hắn, còn mấy đứa nhỏ khác trong tộc, cả thứ tử của bùi ngụ lại dường như còn giỏi hơn hắn. Lão Tổ Tông ơi! Quý thị vừa nghĩ tới thằng con không có tiền đồ, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu mấy đứa trẻ có thiên phú trong tộc ngồi lên vị trí gia chủ, ta thì không nói làm gì. Nhưng người kia, ta tuyệt đối không tính được. Người trong lời bùi phu nhân kia, chính là đứa con thứ của bùi ngụ, chỉ nhỏ hơn bùi tiếu mấy tháng, là người bên ngoài của bùi gia lão phu nhân, họ tiền. Lão phu nhân tiên vị con cả, lại không dám làm trái ý trượng phu, đành phải âm thầm gây trở ngại cho lão nhị. Sau khi tiền di nương được đưa vào cửa, ỷ vào sự thiên vị của lão phu nhân, ỉ vào việc lại sinh con trai, cho nên hết sức kiêu ngạo. Nếu không phải có dòng dõi quý gia đặt ở đó, thì tiền di nương thậm chí còn muốn thay thế nàng. Suốt 10 năm, quý thị chẳng sống tốt ngày nào trong tay lão phu nhân, cũng bị tiền di nương làm tức giận không ít. Điều duy nhất khiến bà hài lòng là bùi ngụ làm việc chu chính, mọi chuyện đều che chở cho nàng. Lão phu nhân vừa chết, quý thị bèn xử trí tiền di nương, sau đó mới có mấy năm thư thái. Nào biết được, thiên phú y thuật của con thứ được phát hiện, giã tâm của tiền di nương lại nổi lên. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 254, dãy ruộng. Trong thư phòng, lời của bùi ngụ thậm chí còn thẳng thừng hơn. Chúng ta đã có tính toán sẵn về hôn sự của Minh Đình rồi, dòng dõi nhà gái chỉ có cao hơn chứ không có thấp hơn bùi ra được ta không thể để nó là đích xuất cuối cùng lại bị con thứ xuất đè đầu cưới cổ được tạ nhi lập nghe được ý của lời này bùi thúc đã quyết định giao gia nghiệp họ bùi vào tay minh đình rồi ư nó là trưởng tử con đích thê giao vào tay nó mới đúng lý bùi ngụ nghĩ đến hoàn cảnh của mình những năm qua sắc mặt càng trở nên kiên định hơn bao giờ hết ai nói đương gia thì chắc chắn phải giỏi y thuật Minh Đình dù sao cũng làm đến chức ngũ phẩm, luôn giúp đỡ được mọi chuyện trong nhà. Cộng thêm sự trợ lực bên nhà gái thì vị trí gia chủ của nó mới càng vững chắc hơn. Tạ Nhi lập gật đầu, bùi thúc suy nghĩ thật chu toàn. Bùi Thái y thở dài. Phụ mẫu thương con thì phải tính toán sâu xa, nếu như năm đó ta không có được sự trợ giúp từ Nhạc gia thì mẫu thân ta và đại ca ta liệu có phục hay không? Còn không biết sẽ gây ra bao nhiêu rắc rối nữa kìa. Bùi Thái Y quả thực đã được nếm trải lợi ích từ việc này, cho nên mới một mực muốn tìm một nhạc gia tốt cho con trai. Yến Tam Hợp tuy nói là người tạ gia, nhưng dù sao cũng không phải là người thân, cưới nàng vào cửa thì không hợp lẽ lắm. Bùi Thúc có phải đã chọn được người rồi không? Tạ Nhi lập hỏi. Cũng là mấy đích nữ của mấy phủ công hầu kia. Bùi Thái Y cao mày. Nếu không phải vì sự việc của quý phủ, bà mối sớm đã tới cửa rồi, may mà mấy ngày trước Minh Đình đã được thăng chức, nó vẫn có thể ưỡn thẳng lương hoàn thành việc mà không cần đến quý gia. Nếu đã có tính toán như vậy, Bùi Thúc vẫn nên sớm nói với Minh Đình thì tốt hơn. Ta đã nói với nó lâu rồi, nhưng tên nhóc này vừa quay người một cái là quên luôn, nó căn bản không hề để tâm. Tả Nhi lập cười cười, trong lòng nói đây chẳng phải là do phu thê hai người nuông chiều quá sinh hư ư. Bùi ngụ biến sắc. Vậy vì Yến cô nương kia, Bùi Thúc đừng vội, chấm tạ nhi lập nói lại chính xác những gì yến tam hợp nói cho bùi ngộ nghe bùi ngộ nghe xong khóe môi hơi nhếch lên cuối cùng cũng không nói gì chỉ than một tiếng là một người thông suốt đáng tiếc đáng tiếc yến tam hợp thông suốt ư tuyệt đối không nàng chỉ là tự biết rõ mình muốn gì thôi hơn nữa nàng đã đồng ý với lý bất ngôn rằng nếu chưa tìm ra được gốc gác của bản thân thì tuyệt đối sẽ không bàn đến chuyện cưới gả đúng lúc nàng đang nóng lòng thì đám người tạ chi phi đã quay lại vừa vặn có việc cho nàng làm nếu không những ngày đi lại khó khăn như thế này đúng là rất khó chịu đang trông ngóng thì người đã quay lại nhưng chỉ có một mình lý bất ngôn động tác đầu tiên khi lý bất ngôn nhìn thấy yến tam hợp đó là ôm lấy cánh tay nàng như cười như không tựa vào cạnh bàn yến tam hợp nhìn thấy biểu cảm này của nàng thì nói ngươi biết cả rồi à nếu không thì quay về gấp như vậy làm gì nói mau, ngươi đã trả lời hắn thế nào, ta tỏ mò chết đi được. Yến Tam hợp lặp lại một lần. Lý bất ngôn nghe xong, sừng sốt hồi rồi bật cười. Yến Tam hợp, đây đâu phải là phong cách thường ngày của ngươi. Ta ngày thường có phong cách gì, ngươi sẽ nói thẳng với hắn. Lý bất ngôn học theo ngữ khí của Yến Tam hợp. Vị tráng sĩ này, bà Đồng không phải là người mà ngươi nên mơ tưởng, ta cho ngươi một con đường sống, mau về nhà tìm phụ mẫu ngươi đi. Yến Tam hợp nhịn không được, phi cười. Lý bất ngôn nhìn mà tim này lên một cái. Khó trách bùi đại nhân muốn tiền trảm hậu tấu, nàng cười lên thế này thật sự rất xinh, đôi mắt còn sáng hơn sao nữa. Được rồi, đừng nói chuyện này nữa, chuyện ở Am Thủy Nguyệt sao rồi. Thang viên, mang giúp ta một bát nước ô mai lạnh qua đây, thời tiết hôm nay nóng quá. Có ngay, cô nương. Uống hết bát nước ô mai, Lý bất ngôn cảm thấy toàn thân thoải mái bèn kể lại những việc đã nghe đã nhìn thấy khi đi theo tam gia cuối cùng nàng rút một sấp giấy từ trong ngực ra nói tiểu thư nhìn xem đây là bút tích thực sự của tĩnh trần thể sấu kim sao thể sấu kim ti là một kiểu chữ thư pháp do hoàng đế tống huy tông sáng tạo ra hay còn được gọi là nét chữ vàng mảnh mai google mặt cười yến tam hợp nhìn từng chữ rồi nói tĩnh trần này từ nhỏ hẳn là người không theo khuôn phép cũ, trùng hợp, Tam gia cũng nói như vậy. Yến Tam hợp ngẩn ra, nhíu mày nhìn Lý Bất Ngôn, Lý Bất Ngôn bĩu môi. Nhìn ta làm gì? Hắn nói như thế thật mà. Hắn đâu, vừa tới phủ thì đã bị Tà tổng quản ngăn lại, đoán chừng là đi khuyên người nào đó rồi. Bất Ngôn, bế ta đến thư phòng đi. Để làm gì? Ta thử viết lại chữ này. Chữ cũng như người, mỗi một nét chữ đều thể hiện tâm trạng của người viết lúc đó tâm trạng khác nhau thì chữ viết cũng có sự khác biệt tiểu thư của ta người thật là bình tĩnh đổi lại là ta thế nào cũng phải ra ngoài hóng hớt xem sao lý bất ngôn huống chi chuyện này còn là về người nữa lúc ta đi hóng chuyện thì bọn họ cũng đồng thời nhìn ta yến tam hợp cười gần sao ta phải tự dựng sân khấu cho mình chứ viện thế an bùi minh đình vỗ bàn tiểu gia con bà nó chẳng sống nổi nữa người vẫn còn mặt mũi nổi giận à Tạ Chi Phi khó tin nhìn hắn. Vốn cho rằng thái độ của Yến Tam Hợp đã nói lên tất cả, tên nhóc này bị áp chế mấy lần, thế nào cũng phải biết khó mà lui rồi. Chả biết sao mà càng áp chế hắn lại càng càng dũng cảm. Bùi Minh Đình Tạ Chi Phi gọi cả tên lẫn họ, quyết định dội một chậu nước lạnh qua. Ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy, trước khi người tiền trảm hậu tấu, có suy nghĩ một chút cho tình cảnh của Yến Tam Hợp không hả? Ta còn nghĩ đến tình cảnh của nàng, nàng không phải rất vui vẻ sao đó là ngươi cho rằng như thế tả chi phi chuyện gì cũng phải nói đến chữ ngươi tình ta nguyện người có hỏi xem coi nàng bằng lòng hay chưa không mấy chuyện này dễ hỏi lắm chắc cô nương nhà người ta ra mặt mỏng thẹn thùng thì sao yến tam hợp là loại người sẽ thẹn thùng sao tả chi phi cười gần một tiếng bùi minh đình dù người có cởi sạch đứng trước mặt cô ấy thì kẻ thẹn thùng ngươi chứ không phải cô ấy bùi minh đình nhìn xuống dưới thân mình một chút ấy hình như là vậy thật. đây là điểm thứ nhất. tạ chi phi gật đầu. thứ hai sao trước khi người làm việc lại không hỏi ta trước? bùi minh đình không phục. sao hôn nhân đại sự của ta còn phải được ngươi gật đầu đồng ý à? ngươi tới hỏi ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. trước khi yến tam hợp đồng ý ở lại tạ gia, có từng ra mấy điều kiện với tạ gia. tạ chi phi trong đó có một chuyện hôn sự của nàng chỉ có nàng mới có thể làm chủ không ai có thể can thiệp. Bùi Minh Đình vỗ đầu. Ai ra, vậy ta cầu hôn nhầm người rồi, ta hẳn là phải là trực tiếp nói với nàng. Ngươi. Tạ Chi Phi chẳng hề tức cười, mà tức muốn khóc luôn rồi. Được rồi, ta biết sai rồi. Bùi Minh Đình dùng bà vai chạm vào Tạ Chi Phi. Từ khi biết được phụ mẫu vội vàng chạy tới Tạ Phủ, thực ra hắn đã biết sai rồi. Tiểu Bùi ra không phải là người hay quên, cũng không phải không để tâm, mà hoàn toàn ngược lại, trong lòng hắn hiểu rõ. Hôn sự của mình không chỉ có cha coi trọng, nương coi trọng, triệu hoài nhân nói không chừng cũng sớm có sắp xếp, nói tóm lại một câu, ai cũng vừa lòng, nhưng không thể khiến hắn vừa lòng. Nhưng người sống cả đời, thật không dễ dàng gì. Lúc Hồ Tam muội còn trẻ, còn vì khổ sở vì ngô quan nguyệt, hai người bọn họ đó mới gọi là một người dưới đất, một người trên trời. Thế nào, đến lượt tiểu bùi ra hắn, thì hắn chỉ có thể nhận mệnh, thỏa hiệp, chẳng dẫy ruộng gì mà ngoan ngoãn vào động phòng ư. Vậy thì thật vô nghĩa. Ngũ thập. Tiểu bùi ra cúi đầu, giọng đè xuống rất thấp rất thấp. Ta không điều tra ra chân tướng của nàng, trong lòng hoảng hốt, chỉ muốn đánh cược cho bản thân một lần. Ta không nghĩ đến tình cảnh của nàng là vì không có thời gian suy nghĩ, không còn kịp nữa. Tả chi phi biến sắc. Người ngươi phải đi, đã trở lại rồi ư. chương Trường 255, Hắn thì sao? Không phải đều đã trở về rồi sao? Bùi Minh Đình thành thật gật đầu. Nhưng chẳng điều tra được gì. Bùi Minh Đình lại gật gật đầu. Trong lòng Tạ Chi Phi chợt nghẹn ngào. Chẳng lẽ nha đầu này nhảy ra từ khe đá, ngươi nghĩ giống ta đấy? Bùi Minh Đình, trật, một tiếng, còn cả Lý Bất Ngôn kia nữa, cũng không tra được gì, có đôi khi đêm nằm gác tay, ta chợt cảm thấy khiếp sợ, hai người bọn họ có phải là người không? Thế mà người cũng nghĩ ra được. Tạ Chi Phi vừa muốn quát lớn, thì đã nghe bên ngoài có người hô. Tiểu Bùi ra, Bùi Lão ra, Bùi Phu Nhân Phải về rồi. Bùi Minh Đình đáng thương nhìn Tạ Chi Phi. Ta về trước đây, chuyện am Thủy Nguyệt lát nữa ta nói sau. Ta tiến ngươi. Hai người vừa ra khỏi viện, Bùi Minh Đình đột nhiên dừng lại. Ngũ thập, ngươi giúp ta truyền lời cho Yến Tam Hợp. Chỉ cần nàng đồng ý, ta có thể đâm thủng trời vì nàng. Ngươi cũng không sợ nàng là quỷ nữa hả? Là quỷ ta cũng thích." Bùi Minh Đình khinh bỉ nhìn hắn, "Quên đi, sao ngươi hiểu được cảm giác này?" Tả Chi Phi, "Đừng tiến nữa, vết thương của ngươi còn chưa khỏi đâu." Tả Chi Phi nhìn bóng lưng người này, vừa muốn đánh chết hắn, rồi lại buồn thay cho hắn. Vì cái gọi là thỏ tử hồ bi sao, nên Minh Đình không làm chủ được, vậy hắn thì sao? Sao nghĩa đen là con thỏ chết con cáo đau lòng? nghĩa bóng là bởi vì đồng loại không may gặp nạn nên cảm thấy đau lòng. Hắn có thể không? Đáp án có thể nhìn thấy từ đại ca đại tàu. Trước khi hai người thành hôn, thực ra đều có người mình thích rồi, nhưng chẳng ai chống lại được bốn chữ ý của phụ mẫu. Tuy rằng mấy năm nay hai người nhìn thì cử án tề mi, nhưng chỉ có người thân nhất như hắn biết, đại ca, đại tàu thực ra đều sống rất ấm ức. Chu Thanh nhìn tam gia bất động, vội khuyên ngủ. Ra, về đi, ừ, Tạ Chi Phi quay người lại, đột nhiên thấy mấy bà vú thỏ đầu ra, sắc mặt trầm xuống. Chu Thanh, ra, đi gọi tà Tổng Quản tới. Vâng. Tạ Tổng Quản vừa nghe Tam gia tìm, bèn chạy như bay đi. Tam gia tìm lão nô, là có gì dặn dò sao? Tạ Chi Phi lạnh lùng nhìn hắn. Nào, sờ vào tim ta thử. Tạ Tổng Quản nào dám đưa tay, nhìn sắc mặt chủ tử. Tam gia đây là, ngực không thoải mái, đúng tìm ngươi tới xoa so bóp. Tả tiểu hoa rất khôn khéo, vội ghé sát vào. Ra không thoải mái, hẳn là do lão nô có gì không đúng, ra cứ nói đi, lão nô sẽ sửa ngay. Tả chi phi ngoáy ngoáy lỗ tai, cố ý kéo dài giọng. Con người ta ấy à, không nghe được mấy lời đồn đại tán gấu. Tán gấu, đồn đại, tả tiểu hoa đảo mắt, nghĩ đến hành động của bùi gia hôm nay. Tam gia yên tâm, ai dám để lộ chuyện của bùi gia ra ngoài, ta sẽ ngắt miệng hắn. chỉ tiểu bùi ra không thôi ư? tạ tổng quản hoàng hốt ngoại trừ tiểu bùi ra còn có đúng rồi chủ nhân của tĩnh tư cơ kia tam gia yên một trăm cái tâm đi. tạ tổng quản vội nói khuê danh của cô nương rất quan trọng lão nô chắc chắn sẽ dặn người bên dưới ai dám nói nửa điều không đúng với yến cô nương thì ta sẽ đánh gãy chân của bọn họ ngươi làm việc ta là yên tâm. Tạ Chi Phi cười cực kỳ hòa ái dễ gần với tả Tổng Quản. Đi đi, dùng chút thủ đoạn đi. Nếu không, chỗ trống dọn phân trên trang viện chính là kết cục của tả Tiểu Hoa người đó. Tả Tiểu Hoa. Có một người đang bình tĩnh làm việc, lời đồn đãi bên ngoài đều không lọt vào tai. Mấy trang giấy vừa được mô phỏng xong, Yến Tam Hợp lại gọi Lý Bất Ngôn bế nàng trở về giường trúc. Thời gian chân bị thương, không thể thả xuống dưới lâu quá, mà phải để cho nó được nâng lên lúc tính trần viết mấy tờ kinh phận này tâm không tĩnh lắm yến tam hợp xoa cổ tay mỏi như nàng đang dùng chữ viết để đè nén tâm trạng lý bất ngôn giống như ngươi bây giờ sao yến tam hợp gật gật đầu cho nên ngươi xem chữ viết của nàng đều thu bút hơi gấp gáp nếu tâm trạng nàng ổn định thì tuyệt đối còn có thể viết tốt hơn nữa lý bất ngôn nghiêng đầu nhìn đi nhìn lại cũng không hiểu thu bút hơi gấp nghĩa là gì phán đoán của tả tam gia là đúng nàng là người của cao môn đại hộ. Yến Tam Hợp Lát nữa người đi một chuyến, làm phiền hắn điều tra chuyện của 18 năm trước, hỏi xem những cao môn đại hộ trong kinh thành, hoặc nhà quan lại, xem có nữ nhân nào xuất ra làm ni cô hay không. Không cần làm phiền, có người ở đây rồi. Lý bất ngôn đẩy cửa sổ ra, cười với người đứng bên ngoài. Tam gia, nghe lén dưới cửa sổ không phải việc mà quân tử nên làm đâu. Tả Chi Phi hết sức bình tĩnh, lý cô nương nhìn ta có giống quân tử không lý bất ngôn người không giống quân tử người giống đăng đồ tử tả chi phi đón lấy ánh mắt yến tam hợp ta đã bảo người của binh mã ti đi điều tra rồi yến tam hợp không che giấu sự giật mình trên mặt trong mắt đều là sự tán dương kinh thành không lớn cao môn đại hộ cũng chỉ có mấy trăm nhà không quá ba ngày chắc chắn sẽ có kết quả tả chi phi đáng tiếc không có bức họa của tĩnh trần nếu không, có thể nhanh hơn một chút nữa. Vất vả rồi, cảm ơn. Yến Tam Hợp nói thật lòng thật giả, dạ, nhưng hắn vẫn cảm thấy không đủ. Yến Tam Hợp, chỉ một câu nhẹ tênh hờ hững thế này thôi sao? Có quả táo xanh trước đó chứng minh, Yến Tam Hợp đoán hắn sẽ không quá đáng. Nói đi, như thế nào mới không hờ hững? Vậy thì... Khóe miệng tả chi phi nhích lên, vẻ xấu xa lại nổi lên. Nói xem vì sao lại từ chối tiểu bùi ra yến tam hợp cực kỳ bình tĩnh trả lời hắn không thích không trèo cao không tuổi thân không tuổi thân ai chính mình không thích ai hắn yến tam hợp nhìn hắn ánh chiều tà chiếu lên gương mặt hắn tuấn lãng mà dịu dàng tam gia còn gì muốn hỏi không tam gia lấy tay xoa xoa mũi mỉm cười cười đến mức có hơi đứng không vững giống như trong lòng vốn cất giữ một bảo bối sau đó bị người ta thích suýt nữa bị cướp đi kết quả náo loạn nửa ngày, bảo bối kia vẫn vừng vàng nằm trong lòng hắn. Hết lời rồi. Tả Chi Phi cố ngừng cười, nghiêm trang nói. Trên đường trở về, ta giúp ngươi suy nghĩ cách dùng thanh la, ngươi có muốn nghe thử không? Yến Tam Hợp còn chưa trả lời, Lý Bất Ngôn đã trừng mắt. Trên đường trở về, nàng đã nghĩ đến chuyện của Yến Tam Hợp và Tiểu Bùi Gia, tả tam gia hắn lại còn có tâm tư những thứ này. Muốn nghe, ngươi nói đi tang lễ mai táng gà, cưới đều phải dùng đến nó ngoài ra hoàng đế tuần tra đại quan xuất hành cũng cần la chống mở đường tú tài chúng cử nhà có hồng bạch hỷ sự sao đều sẽ gõ la ngay cả người bán nghệ bán quyền ở đầu đường cũng có thể la đi trước sao hồng bạch hỷ sự là nam nữ kết hôn là hỷ sự người già chết vì tuổi tác đã cao là cũng là hỷ sự gọi là tang hỷ tạ chi phi đúng rồi hát hí khúc dùng la nhỏ và trống tiếng la tiếng trống cùng gõ là mở màn của một vở kịch chờ chân ngươi khỏi ngày nào đó ta dẫn người đi nghe hí khúc câu nói cuối cùng yến tam hợp căn bản không nghe thấy đầu óc nàng đang suy nghĩ nơi có thể nghe được tiếng la quá nhiều loại nào mới là thứ mà tĩnh trần nhớ mãi không quên rồi thành tâm ma đây ôi sao trùng hợp thế tam đệ cũng ở đây à đây không phải là trùng hợp đây là âm hồn bất tán ánh mắt tạ chi phi sắc bén, xoay người cười hòa khí. Nhị ca đó à, đã lâu không gặp. Trường 256, đố kỵ. Là đã lâu không gặp. Hắn chẳng qua thì đến phủ bảo định làm một cuộc mua bán, thời gian còn chưa đến 10 ngày, thì đã có một người bị thương, một người què, còn có một người. Điên rồi. Tạ bất hoặc liếc nhìn phía sau, ô hành bước lên phía trước nhét túi giấy vào tay thang viên. Đây là mứt ở phủ bảo định mang đến cho cô nương giải sầu. Tạ bất hoặc nói xong, cũng đi tới trước cửa sổ, nhìn Yến Tam Hợp trên giường chúc vẻ mặt tiếc hận. Ta không biết chân cô nương bị thương, nếu không thì đã mua ít thuốc rán bên kia về rồi, nghe nói dược hiệu rất tốt. Yến Tam Hợp gật đầu. Đa tạ. Lý bất ngôn mỉm cười. Hai vị ra vào nhà uống chung trà đi. Đứng chặn cửa sổ thật chẳng ra sao cả. Tạ nhị ra. Không cần. Tạ tam ra. Được. Tam gia mỉm cười, ngữ khí không mặn không nhạt nói. Nhị ca sao đến rồi mà không vào trong nhà ngồi một chút? Nhị gia trả lời bằng ngữ khí không mặn không nhạt. Mới vừa đến phù, quần áo còn chưa thay, cũng chưa gặp trưởng bối, đến trễ lại mất lễ nghĩa. Tả tam gia nghe xong lời này, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn tả nhị gia, chỉ là liếc mắt một cái rồi từ bên cửa sổ đi tới chính đường. Thang viên, mứt quả quý giá này là tâm ý của nhị gia, ngươi đừng có ăn vụng đó mặt thang viên đỏ bừng, nói. Ai ăn vụng, tam gia đừng oan uổng người khác chứ. Ngốc, ta là có lòng tốt nhắc nhở. Tả tam gia gõ đầu nàng một cái, nói với trong phòng. Nói kêu vào uống trà mà trà đâu thế. Lý bất ngôn vặn vẹo khuôn mặt một lát rồi, vội vàng chạy ra ngoài pha trà. Tả bất hoặc như không nghe thấy mấy lời kia của lão tam, ôn hòa nói. Yến cô nương dưỡng thương cho tốt, chờ ta gặp trưởng bối xong lại đến trò chuyện với Yến cô nương. Đa tạ. Yến Tam Hợp vẫn nói hai chữ không nóng không lạnh. Nhị gia vừa đi, Tam gia cũng không uống trà nữa, nói với Lý Bất Ngôn hai chữ. Có việc. Rồi nghênh ngang rời đi. Lý Bất Ngôn cầm một nắm lá trà, cất đi cũng khó mà pha ra cũng khó chịu. Sừng sốt hồi lâu, nàng dứt khoát ném lá trà đi, túm lấy thang viên đang cất mướt quả đi, hung tợn nói. Nói, nhà nhị gia và Tam gia nhà các người có thù oán gì? Thang viên giật mình thì là chuyện thứ đích kia thôi, không thế nào?" Lý Bất Ngôn hung tợn, "Ngươi nói thật với ta đi." Thang Viên lắc đầu như trống bỏi, "Cô nương, nô tỳ thật sự không biết, chỉ biết là tam gia không thích gặp nhị gia, không chỉ tam gia, đại gia cũng không thích gặp." Bất Ngôn, nghe nói ta tổng quản buổi tối đều ngủ một mình, hay là ngươi đi hỏi hắn thử, ý kiến hay." Lý Bất Ngôn buông Thang Viên ra, thò đầu vào trong phòng. "Tiểu thư, hỏi nhã nhặn hay là hỏi thô lỗ xem biểu hiện của hắn, ánh mắt Yến Tam hợp chợt lạnh lẽo. Vốn nàng không tò mò gì, nhưng bị hai người họ tả làm ầm ĩ như vậy thì không tò mò cũng tò mò. Quần áo không thay, trường bối không gặp, nghe nàng bị thương đã chạy tới. Thế nhưng lại chẳng hỏi thăm một chữ người bị thương đang ở trước mặt hắn, còn là huynh đệ tay chân. Một cô nữ như nàng thì có tài đức gì chứ? Trên đường lát đá xanh chủ tớ hai người sóng vai bước đi. Nhị ra đi chuyến này đến tính tư cư có hơi xúc động rồi, ít nhất cũng nên hỏi thương thế tam gia chứ. Ô hành nhìn sắc mặt chủ tử, nhỏ giọng nói. Tam gia vừa rồi nhìn nhị ra, rất bất thiện. Thế nào, người khắp thiên hạ đều phải vây quanh tả lão tam hắn sao? Tả bất hoặc cười lạnh. Người thăm hỏi hắn xếp hàng dài, cần gì chút hư tình giả ý của ta chứ? Đây không phải là làm cho lão gia và lão phu nhân xem sao? dù sao bọn họ có nhìn thấy, cũng coi như không nhìn thấy thôi. Tả bất hoặc cười gần một tiếng, đi về phía viện Mộc Hương. Liễu Di Nương nghe nói con trai trở về, thì đã đứng ở dưới mái hiên chờ. Tả bất hoặc tiến lên hành lễ. Liễu Di Nương nhìn khuôn mặt phong trần mệt mỏi của con trai, cười nói. Rượu và thức ăn đều đã chuẩn bị xong, vào trong phòng Di Nương dùng đi. Vâng. Mẫu tử hai người đi vào gian trong, Tạ huyền su xinh đẹp đã sớm ngồi trước chiếc bàn tròn nhỏ. Cô vừa thấy mặt ca ca mình thì cái miệng nhỏ nhắn đã chu lên, bàn tay nhỏ bé duỗi ra. Mướt hoa quả muội nhờ huynh mang về đâu, đi vội quá nên không có thời gian. Tạ bất hoặc vén áo ngồi xuống. Vừa trở về đã nghe nói tiểu bùi ra tới cửa cầu hôn yến cô nương, di nương, chuyện này là sao thế? Liễu di nương rót rượu cho con trai? Nghe nói là gạt trưởng bối tới, vừa mới bị sách về đó, tiểu bùi ra lần này làm việc hơi lỗ mãng. Tên nhóc kia, không phải là chính là bản thân khắc hai chữ lỗ mãng sao? Tả bất hoặc nhấp một ngụm rượu. Vết thương của lão Tam và chân Yến cô nương là chuyện gì vậy ạ? À? Tam ca là bị người từ ra đánh, Yến cô nương là tự bị chật chân. Giọng tạ huyền Xu vừa giòn vừa ngọt. Ta và Di Nương đều đến thăm rồi, không có chuyện gì lớn cả. Nhị ca, từ ra rơi đài, tên xúc sinh khi dễ ta nghe nói bị đưa vào cẩm y vệ thẩm vấn rồi đúng là đáng đời tạ bất hoặc biết việc này không đơn giản như vậy ca biết rồi dùng cơm đi tạ uyển xu lại không động đũa tay chống má nói nhị ca sao tiểu bùi gia lại chọn chúng yến cô nương nhỉ một người tính tình nóng này một người tính tình lạnh lùng đâu có xứng đâu tạ bất hoặc nhìn muội muội mình một cái không nói gì hơn nữa môn đề cũng kém mười vạn tám ngàn dặm tạ uyển su nhẹ giọng thờ dài có điều muội lại hơi hâm mộ phúc khí của yến tỷ tỷ mệnh sao lại tốt như vậy chứ lọt được vào mắt xanh của tiểu bùi gia bốp chiếc đũa trong tay tạ bất hoặc vỗ mạnh lên bàn đường đường là nhị tiểu thư tạ phủ lời này muội có nên nói không huynh muội nói thì làm sao chứ muội nói như vậy không chỉ có vẻ ngu xuẩn mà còn chứng tỏ tầm nhìn của muội nông cạn muội muội cái gì mà muội tạ bất hoặc ta đã nói với muội rồi thân với yến tam hợp một chút muội thì hay rồi thân không thân còn đi ghen tị muội ghen tị rồi sao muội muội tạ uyển xu sốt ruột đến rơi nước mắt muội chỉ cảm thấy số nàng tốt gì mà tạ phủ nhị tiểu thư ta còn không tốt số bằng nàng nữa tạ bất hoặc số muội không tốt chỗ nào đâu đâu có con trai trưởng cầu hôn với muội tạ uyển xu nước mắt lương trong ca ca đã hai mươi hai theo lý đã sớm nên thành ra lập nghiệp, cũng không thấy ai tính toán cho ca ca, mệnh thứ xuất rõ ràng là không tốt, chẳng lẽ muội nói sai sao? Tạ bất hoặc đứng lên, lạnh mặt nói với liễu di nương. Di nương quản giáo nó cho tốt, còn ăn nói hàm hồ thì ngày nào đó sẽ gây họa cho nhị phòng chúng ta đó. Dứt lời, hắn phất tay áo bỏ đi. Trong phòng truyền đến tiếng khóc của tạ huyền xu, còn cả tiếng chân án của di nương, nghe vào trong tai tạ bất hoặc, lại giống như thời tiết khô nóng này, khiến cho lửa trong lòng hắn cứ sông lên từng cỗ. Nhị ra, ô hành tiến lên, lấy trong ngực ra một phong thư. Vừa rồi người gác cổng đưa tới, của ai? Ô hành nhìn xung quanh, che miệng nói. Đỗ cô nương, đỗ y vân. Tả bất hoặc khẽ cau mày, cất thư vào tay áo, làm như không có việc gì trở về thư phòng. Đèn dầu thắp sáng, hắn lấy thư trong tay áo ra đọc, trời đang nóng như vậy, không ngờ hắn lại dùng mình một cái chương 257, hận không. Tạ phủ bị giày vào cả một đêm cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Tạ tổng quản lê đôi chân mệt mỏi, quay về viện của mình. Gã sai vật tâm phúc đã sớm chuẩn bị nước nóng và thức ăn, thấy hắn trở về thì cười nói. Tổng quản muốn tắm rửa trước, hay là dùng cơm trước? Cả người đầy mồ hôi thối, tắm rửa trước đã. Vâng. Tạ tổng quản ngồi xuống thùng tắm, nước ào ào tràn đầy đất. Thoải mái quá. Lúc hắn vừa thốt ra ba chữ này thì một thanh nguyễn kiếm lạnh như băng đã đặt ngang dưới cổ hắn rồi. Tả tổng quản sợ run lên, máu cả người đều ngừng lại. Đừng sợ, là ta, Lý Bất Ngôn. Tả tổng quản xoay người, trong mắt tràn đầy sự ngạc nhiên. Lý Bất Ngôn mắt to chừng mắt nhỏ với hắn, chừng được một lát thì mỉm cười. Hỏi ngươi một câu, tổng quản đại nhân thành thật trả lời thì sẽ bình an vô sự. Tả tổng quản nắm chặt cổ họng nếu ta không làm thì sao? Lý bất ngôn khẽ cười. Vậy ta tổng quản sẽ là từ thinh thứ hai, có muốn thử không? Cái bà nội ngươi, tả tổng quản cúi đầu nhìn dưới thân mình, thầm nghĩ ta thứ này còn chưa dùng đủ nữa, sao thể để ngươi gọt đi được? Hỏi, tam gia và nhị gia tả phủ có thủ oán gì? Tả tổng quản quả thực giờ khóc giờ cười. Làm đến thế này, hắn còn tưởng nàng muốn hỏi bí mật gì kinh thiên động địa nữa, ai biết là lại hỏi chuyện này một đích, một thứ, một được sủng, một không được sủng, như vậy không phải là đủ kết oán thù rồi sao? Ta tổng quản, ngươi tưởng ta là đứa bé ba tuổi à? Lý bất ngôn ép trường kiếm vào thêm một tấc. Ngươi, ngươi gấp cái gì chứ? Cả người tà tổng quản run rẩy. Ta có phải là không nói tiếp đâu? Nói mau, tam gia khi còn bé bị bệnh suýt chết một lần, là nhị gia sử dụng âm chiêu, để tam gia dầm mưa dưới trời lạnh nửa canh giờ. Tà tổng quản với sức khỏe của Tam gia lúc đó thì đừng nói dầm mưa, mặc ít một bộ xiêm y cũng không được. Tả Tổng Quản vĩnh viễn nhớ rõ dáng vé ướt súng của Tam gia, lạnh đến run lẩy bẩy, sắc mặt xanh tím cả lên. Nhìn thấy hắn, Tam gia nói như mũi kêu. Tiểu Hoa, ta lạnh quá, ngươi ôm ta một cái đi. Tim Tả Tổng Quản đau như muốn vỡ nát, vội bước lên ôm lấy hắn, liều mạng chạy về nhà. Dọc đường đi, Tả Tổng Quản cảm giác như mình đang ôm một khối băng trong lòng, chẳng có chút nhiệt độ nào cả. Từ đó về sau, mới kết mối thù này. Tả Tổng Quản thở dài. Bởi thế lão gia, lão phu nhân đều không thích nhị ra, đứa nhỏ này rất âm độc. Nếu đúng là có chuyện như vậy, vậy trở về ta phải nhắc nhở tiểu thư, cách lão nhị tả ra xa một chút. Lý bất ngôn thu kiếm lại. Tả Tổng Quản, thì ra tên thật của ngươi là Tả Tiểu Hoa. Ngươi, ngươi, ngươi. Tả Tổng Quản tức run người, thầm nghĩ ngươi còn dám kêu một tiếng, ta đào mộ phần tổ tiên nhà ngươi. Cái tên này đặt sai rồi. Lý bất ngôn cúi đầu nhìn xuống nước. Gọi tà hùng vĩ mới đúng chứ. Tà tổng quản. Hả, đắc tội rồi, ngài đừng để ý. Lý bất ngôn tu nguyễn kiếm lại. Sau này ta sẽ giúp ngươi nói tốt trước mặt tiểu thư và tam gia, một đống lời tốt luôn. Ta cần ngươi chắc. Lời vừa nói ra thì bóng người trước mắt đã biến mất, mang theo một trận gió, tà tổng quản giật mình cả kinh nhà đầu chết tiệt vô pháp vô thiên, nhà đầu đê tiện. Tả tổng quản mắng mãi rồi chợt như nghĩ đến cái gì, cúi đầu xuống nhìn. Hê hê, mắt nhìn cũng không tồi. Còn không phải rất hùng vĩ sao. Cổ Nguyệt Lâu là nơi ăn chay nổi tiếng nhất kinh thành. Trưởng quỹ nơi này vốn là một hòa thượng, sau đó hoàn tục, rồi mở gian từ lâu này ở kinh thành. Lầu có ba tầng, một tầng đón khách vãng lai, tầng hai là nhã gian, Tầng 3 thì không phải người có tiền là đặt được, còn cần phải có thân phận quan gia. Tả Bất Hoặc đi theo Tiểu Nhị, lên tới tầng 3, đẩy cửa một gian trong đó ra, thì chợt thấy sự lạnh lẽo phả vào mặt. Bốn mắt nhìn nhau, Đỗ Y Vân đứng dậy mỉm cười, "Nhị ca, đã lâu không gặp, mau ngồi đi." Tả Bất Hoặc ngồi xuống đối diện nàng, không nói gì, ánh mắt chỉ nhìn vào nữ tử trước mắt, không lạnh cũng không nhạt. Có Tiểu Nhị mang thức ăn và mang rượu lên sau khi tất cả đã sắp xếp thỏa đáng, nghề nghi rất hiểu chuyện rời khỏi. Lúc này, Đỗ Y Vân mới cười nói. Nhị ca, rượu hoa quế ở đây rất nổi tiếng, muội muội uống với huynh một chén. Tả bất hoặc khẽ cười hai tiếng. Vị kia trong nhà, còn đang chua chát vì người này người kia. Vị này đã có can đảm ngồi uống trà với nam nhân, nói chuyện trên trời dưới đất rồi. Hắn nâng chung rượu lên, chạm vào chén của Đỗ Y Vân, sau đó uống cạn một hơi. Đỗ Y Vân đặt chung rượu xuống, dịu dàng gọi. Nhị ca, muội nói thật với huynh, muội hận tả chi phi. Tả bất hoặc tự rót cho mình một chén, chậm rãi nói. Hận hắn không cưới ngươi sao? Giọng nói yếu ớt của Đỗ Y Vân. Hận hắn thay lòng đổi già quá nhanh, trái tim nam nhân vốn dễ thay đổi. Tả bất hoặc nhìn chung rượu trong tay, cười. Hôm nay hướng đông, ngày mai hướng tây, Y Vân muội muội chẳng lẽ không biết sao? Nhị ca không hận sao? Đỗ Y Vân không đáp mà hỏi ngược lại. Rõ ràng là người học giỏi nhất trong ba huynh đệ, nhưng đến tư cách tham gia khoa cử cũng không có, cả ngày phải giao tế với một đám thương nhân chướng khí mù mịt, tính toán cái này, tính toán cái kia. Tả bất hoặc lạnh lùng nhìn nàng. Ta tin tưởng với bản lĩnh của nhị ta, thì chỉ cần được làm quan thì sẽ có tiền đồ sáng lạn. Thần sắc đỗ y vân buồn bã. Nhưng thế gian này là thế, vốn chẳng công bằng một cái danh con thứ ép nhị ca cả đời không ngẩng đầu lên được, nhị ca có cam tâm không? Tả bất hoặc vẫn lạnh lùng như cũ, khiến người ta nhìn không ra chút vui giận gì. Cho dù nhị ca cam tâm, liễu di nương thì sao? Quyền su thì sao? Tả bất hoặc đột nhiên nhíu mày. Mày hắn vừa nhíu lại, Đỗ Y Vân thấy rất rõ ràng. Luận tướng mạo, luận khí độ, luận thông minh, luận bản lĩnh, liễu di nương có điểm nào không sánh bằng phu nhân, lại còn phải nể mặt phu nhân, không dám vượt qua nửa bước. Đỗ Y Vân lắc đầu cười yếu ớt. Uyển Xu thì càng đáng tiếc, cô nương yêu kiểu dịu dàng như thế cũng ví một chữ thứ nữ mà chuyện hôn sự tương lai. Đến đây, nàng đột nhiên chuyển đề tài. Ta thật sự thương xót cho nàng, ngay cả Yến Tam hợp lai lịch không rõ kia, cũng có thể đè nàng một đầu. Thần sắc ta bất hoặc hơi kinh ngạc. Không giấu diếm nhị ca, chuyện của tiểu bùi gia ta đã biết rồi. Đỗ Y Vân thở dài. Chuyện này để ta nên nói thế nào đây, người xứng đôi với tiểu Bùi gia không phải yến tam hợp mà là uyển xu muội muội. Cho nên, Tả Bất Hoặc cuối cùng cũng mở miệng, ý của y Vân muội muội, Nhị ca là người thông minh, người thông minh thì nên làm chuyện thông minh. Đỗ Y Vân cười khanh khách nhìn hắn, ta gọi ngươi một tiếng Nhị ca, là thật lòng coi Nhị ca là người một nhà. Bữa cơm hôm nay, ta đã cho Nhị ca thấy hết lòng mình rồi, chỉ bằng Nhị ca thử suy nghĩ xem bản thân muốn gì đi. Sao? Giọng tả bất hoặc hờ hứng. Thứ ta muốn, thì chắc chắn có thể đạt được sao? Có đạt được hay không thì khó nói lắm. Đỗ Y Vân. Nhị ca chỉ cần nhớ rằng, ta và đỗ ra sau lưng ta sẽ luôn giúp nhị ca. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. chương 258, diễn kịch. Yến Tam Hợp. Lai lịch không rõ. Lúc này đang nhìn bộ xiêm y tĩnh trần trên da áo, xuất thần. Giữa quý phụ và Nico, cách nhau một vùng biển sâu chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra trong vùng biển sâu này, thứ có thể nối hai thứ này lại với nhau. Mà chuyện sóng to gió lớn kia, có lẽ chính là tâm ma của tĩnh Trần. Trong phòng có động tĩnh, Yến Tam Hợp phút chốc chợt hoàn hồn. Lý bất ngôn gần như nhào tới. Tam Hợp, không ngờ nhị ra lại là loại người như vậy. Loại người nào? Lý bất ngôn dăm ba câu kể lại đại khái. Yến Tam Hợp nghe xong, hồi lâu mới nói. Ân oán là chuyện của bọn họ, chúng ta vẫn giống như trước, không cần lạnh, cũng càng không cần nóng. Đúng rồi, trong tay còn bao nhiêu bạc, sao lại hỏi chuyện này? Lý bất ngôn tò mò. Ngươi chỉ biết kiếm bạc, bạc có bao nhiêu, tiêu thế nào chưa bao giờ hỏi mà. Ra ngoài thuê nhà ở đi, đây là muốn dọn ra ngoài sao? Lý bất ngôn cười dài nói. Không sợ lão phu nhân và lão gia chạy tới khóc với ngươi sao? Chuẩn bị trước đi. Yến tam hợp chờ tâm ma của tĩnh trần giải xong thì chúng ta chuyển đi. Quan trọng nhất là, nàng đồng ý điều tra vụ án trịnh phủ, vụ án này một khi điều tra, thì nói không chừng sẽ làm liên lụy đến tạ phủ. Nàng là người như thế, người khác có thể nợ nhân tình của nàng, nhưng nếu nàng nợ nhân tình của người khác thì sẽ thấy bất an. Bạc đủ rồi, Lý bất ngôn thấp giọng nói. Chưa dùng được bao nhiêu, chúng ta cứ mua cái nhà nhỏ một chút, hai cửa ra vào, rồi mua mấy nha hoàn sai vặt hầu hạ. Yến Tam hợp sốt đặc cán mai đối với những tục vật này. Ngươi quyết định đi, đúng rồi, ta vừa mới đi qua viện Thế An, vốn định nói vài câu với Tam gia, ngươi đoán xem thế nào đi. Thế nào? Tam gia tốt của chúng ta lại đi câu lan nghe nhạc rồi. Lý bất ngôn đưa tay nâng cầm. Ta thật không rõ, hắn là nhịn mấy ngày chịu không nổi, hay là cố ý diễn kịch cho người khác xem. Diễn kịch cho người khác xem là thứ nhất, thứ hai là Yến Tam hợp cười hờ hững, cũng cần an ủi trái tim bị tổn thương của Bùi Đại Nhân. Bùi Đại Nhân trái tim bị tổn thương không chỉ cần tả tam gia an ủi, mà còn cần rượu ngon để chúc say, đương nhiên, còn không thể thiếu mấy vị tiểu nương tử đến tiếp khách. Lần đầu tiên trong đời động lòng với một cô nương, thế nhưng lại chưa bị môn đệ ngáng chân, cái gì mà giữ vững cao môn đại tộc, gì mà hiền hách y tộc, đối với tiểu Bùi gia bây giờ mà nói thì đều là gánh nặng liên tiếp ba ngày, Bùi Đại Nhân và tả Tam gia đều say khướt ở lệ xuân viện. Hai người ban ngày thì ngủ khò khò, đến đêm lại vui vẻ hoan ca, tiểu Bùi gia và tả Tam gia đánh bạc ở lệ xuân viện. Cược gì? Cược xem vị khách tiếp theo vào lệ xuân viện bước chân trái hay chân phải vào trước. Đánh cược Lưu Đại Nhân có thể kiên trì vào lâu trên người tiểu nương tử. Đánh cược tối nay hầu thế tử tìm tiểu nương tử hay tiểu quan nhân. Có kỳ cục không? Quá là kỳ cục nhất là tam gia tạ phủ, vết bầm nơi khóe mắt vẫn còn, nhưng mà sẹo vừa hết đã quên đau, cá mè một lứa với tử thịnh không còn mệnh căn kia thôi. Đến buổi tối ngày thứ tư, hại vị lão ra bùi, tả tự mình đến lệ xuân viện sách người về. Nghe nói bùi lão ra nhìn dáng vẻ phóng đãng của tiểu bùi ra, không nhịn được mà trực tiếp tát một cái. Tả lão ra thì nhã nhận hơn một chút, trói tả tam ra lại mang về nhà giáo huấn. Ai nói cứ phải là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, nhìn hai vị gia này xem, quả thực chính là bùn loãng không chắt được tường, tương lại sớm muộn gì cũng phá sạch ra nghiệp tổ tông thôi. Tả tam gia về đến nhà tắm rửa thay quần áo, thân thể nhẹ nhàng khoan khoái chạy thẳng tới tĩnh thư cư. Yến tam hợp đóng cửa ba ngày, đã hâm mộ hết tất cả chim bay trên trời, chuột bò dưới đất, cá bơi trong sông rồi. Thấy tả chi phi đi nến, lần đầu tiên nàng cảm thấy mắt người này là mắt, mũi là mũi, nhìn thế nào nhìn thế nào cũng thật thuận mắt. Không đợi tạ chi phi ngồi vào chỗ của mình, đã hỏi. Thế nào, điều tra được gì chưa? Tạ chi phi uống rượu ba ngày liền, trong mũi toàn là mùi rượu, lúc này người thấy mùi thuốc rán trên người yến tam, không hiểu sao lại cảm thấy thật thơm. Hắn dịch ghế trúc về phía trước, hít sâu một hơi nói. Những nữ tử của vương hầu tướng quân, quan lớn thương nhân cạo tóc xuất ra trong 18 năm này ở thành tứ cửu có tổng cộng 86 người. Yến Tam Hợp. Nói mau đi. Tạ Chi Phi nhìn về mặt sốt ruột của nàng, thấy buồn cười. Trong 86 người này, 47 người còn sống. Yến Tam tính toán rất nhanh. Còn lại 39 người. Tạ Chi Phi. Trong 39 người này, có 9 người đã hoàn tục. Yến Tam Hợp. Còn lại 30 người. Tạ Chi Phi. Trong 30 người này, 10 người trên 50 tuổi, 10 người dưới 40 tuổi. Yến Tam Hợp. Còn lại 9 người tả chi phi. Trong 9 người này, 7 người đều không qua đời trong năm nay. Yến tam hợp cả kinh. Vậy còn lại hai người. Tả chi phi. Hai người còn lại, một người ở am long tuyển không ra khỏi nhà, một người ở viện vân tháp tránh đời. Yến tam hợp sướng sờ nhìn tả chi phi, trong lòng hoàn toàn lạnh thấu. Một lát sau, nàng cố dãy rụa. Tam gia, ngươi có điều tra sót hay không? Tam gia không nói lời nào, chỉ hờ hững nhìn Chu Thanh phía sau. Chu Thanh mở miệng. Hồi bẩm yến cô nương, mấy ngày nay ngoại trừ ta và người của ngũ thành binh mã ti, tam gia còn cầu xin mấy huynh đệ của cẩm y vệ, tuyệt đối không bỏ sót. Ánh mắt yến tam hợp dừng ở trên người tam gia, lộ vẻ áy náy. Vậy là nàng phán đoán sai rồi. Nhưng sao có thể chứ? Biết chữ, tay trắng nón, khí chất xuất trần, rõ ràng chỉ có người cao môn đại hộ mới có thôi. Vậy có khả năng là nàng bị hưu, sau đó xuất ra tạ chi phi. Trong 86 người này, có 5 người bị hưu. Yến tam hợp. Còn có một loại khả năng, nhà tính trần bị bãi quan, hoặc là bị xét nhà. Lời này khiến tạ chi phi giật mình. Có, thật không? Ánh mắt Yến tam hợp phút chốc sáng lên. Có thật. Tạ chi phi. Khả năng bãi quan nhỏ một chút, khả năng xét nhà lớn hơn. Yến tam hợp hỏi dồn Ý ngươi là sao? Tạ chi phi. Nam nhân bãi quan có nghĩa là nghèo túng, nếu nghèo túng thì dám vứt bỏ thê tử, trừ phi tính trần là thiếp. Yến Tam Hợp, ừ, một tiếng. Sau khi xét nhà, nữ quyến có mấy khả năng, hoặc là cùng nhau bị xử tử, hoặc là cùng bị lưu đày, trẻ tuổi, xinh đẹp sẽ vào giáo phường ti. Tả chi phi, lớn tuổi thì làm nô làm tỳ, còn có một khả năng là bị người quen mua lại. Yến Tam Hợp chợt có cảm giác liễu ám hoa minh hữu nhất thôn sao? Người quen mua lại, cùng đường, liền xuất ra làm ni sao ý là tìm được lối thoát trong hoàn cảnh khốn khó. Mọi người xem đây để hiểu rõ hơn ạ à, điển cố thành ngữ. Liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Vạn điều hay vandieusay.org Tả chi phi không chút do dự. Chu Thanh, gia cứ phân phó, chuyện bái quan, xét nhà 18 năm trước không khó tra, lại bộ đều có ghi chép tỉ mỉ. Tả chi phi. Ta nhớ đại ca có một đồng môn nhậm chức ở lại bộ, ngươi đến Hàn Lâm viện một chuyến, nhờ đại ca giúp đỡ. Vâng, chờ đã, Chu Thanh. Yến Tam Hợp gọi người lại. Làm phiền nói với tả đại gia, cha luôn mấy năm trước, 18 năm trước nữa. À ấy, Yến cô nương, cần điều tra thêm mấy năm nữa. Năm năm, chờ đã. Lúc này người gọi lại là tả Tam gia. Tam gia quét mắt nhìn chân Yến Tam Hợp. Lúc ra ngoài, tiện đường gọi tả Tiểu Hoa tới. Trường 259, hình vẽ. Tạ Tiểu Hoa vui vẻ chạy đến, lấy quải trượng trong tay ra đưa cho Yến Tam hợp xem. Yến cô nương, cô nhìn xem chạm trổ và màu sắc này đi, đúng là hết chỗ chê mà. Ta tổng quản, ngươi đây là đang nguyền rủa ta què cả đời phải không? Ta đâu có gan này. Tạ tổng quản u oán nhìn Tam gia một cái, Tam gia ngươi nói đi, nồi này Tiểu Hoa đội có oan không? Không cần ngươi đội. Tam gia nói tiếp. Đồ này do ta tặng, Chân này nửa tháng sau phải xuống tập đi lại thì mới khỏi nhanh được. Yến Tam hợp sửng sốt. Tam gia không đợi nàng mở miệng, còn nói: "Nếu thấy cảm động thì nghĩ xem tặng lại gì cho ta đi. Ta gần đây tiêu xài nhiều, thật sự không nghĩ ra, bạc cũng được." Bất ngôn, Yến Tam hợp lấy 800 lượng bạc đưa cho Tam gia. "Ngươi tặng thật à?" Lúc này, đến phiên Tạ Chi Phi há hốc mồm. Tam gia đã mở miệng rồi, đâu thể không tặng được. Yến Tam hợp cầm quài trượng, đặt ở trong tay nhìn thử. Không vì thứ này, cũng vì nhân mạch của Tam gia trong chuyện của Tĩnh Trần. Tả Chi Phi nghe cô nói như vậy, hăng hái vươn tay. Tám trăm lượng kia không đủ đâu, thêm chút nữa cho tròn đi. Yến Tam hợp không chút suy nghĩ, đánh một cái vào lòng bàn tay hắn. Ngươi mơ đi. Tả Chi Phi, Tả Tiểu Hoa, Yến Tam hợp cũng bị hành động của bản thân làm cho giật mình sao ta lại đánh vào lòng bàn tay hắn? Ta bị bệnh à? Ừm. Ánh mắt nàng lóe lên. Ngại quá, bất ngôn mỗi lần đưa tay đòi bạc, ta đều đánh nàng, quen rồi. Lý bất ngôn bước ra khỏi ngưỡng cửa thì hơi dừng lại. Tiểu thư quan tâm đến tiện bạc bao giờ sao? Người nghĩ một người thông minh như tam gia mà không nghe ra người đang nói dối sao? Thì ra yến cô nương tiếc à? Đôi mắt tạ chi phi lộ vẻ đắc ý. Luyến tiếc thì đừng cho, Tam gia thỉnh thoảng làm một vụ mua bán lỗ vốn thế cũng thấy vui vẻ. Ta không vui." Yến Tam hợp ra hiệu với Lý Bất Ngôn, Lý Bất Ngôn đưa tờ ngân phiếu 800 lượng bạc qua. "Tiểu thư rất ít khi chủ động trả tiền, Tam gia cầm đi." Tả Chi Phi coi như không nhìn thấy, đưa tay ra, đặt lên giường trúc của Yến Tam hợp. "Muốn ta cầm cũng được, người đưa lòng bàn tay cho ta đánh một cái." Yến Tam hợp đỏ bừng mặt. "Đây là có thủ tất báo sao?" Tạ tiểu hoa. Trời ơi, nương ơi, đây là thứ tạ tiểu hoa con có thể xem sao. Đúng lúc này, có gã sai vặt vội vàng đi vào trong viện. Tam gia, bên ngoài có một người tên Mai Nương đến, nói muốn gặp ngài. Tạ chi phi thu lại vẻ vui đùa. Cô ấy có nói chuyện gì không? Cô ấy nói đôi giày theo kia, cô ấy đã nhìn thấy ở nơi khác. Nhanh, mau mời vào. Nét đỏ ửng trên mặt Yến Tam hợp lập tức biến mất, vội la lên. Bất ngôn, người đích thân đi mời. Mai nương bị Lý bất ngôn kéo vào tính tư cư. Cô nương à, không thể đi chậm một chút sao, tim muốn nhảy ra ngoài rồi này. Vừa nói, cô vừa vỗ về bộ ngực to lớn của mình. Xương cốt người ta già cỗi, sao so sánh được với người trẻ tuổi các ngươi. Yến Tam hợp chỉ vào cái ghế trước mặt. Mai nương, mau ngồi đi thang viên, rót trà, bất ngôn, lấy giày theo ra tạ tổng quản, ngươi đi làm việc của ngươi đi. Vâng. Tả tổng quản đi một bước quay đầu lại ba lần, ánh mắt đều dừng ở trên ngực Mai Nương, chật, lớn ghê. Cũng không biết sờ lên thì thế nào. Cửa kẹt một tiếng đóng lại. Mai Nương uống xong hai chung trà, chỉ vào giày thêu. Yến cô Nương, có thể cho ta xem lại giày thêu này không? Xem thoải mái. Mai Nương cầm lên, lật qua lật lại nhìn vài lần rồi nói. Ta trở về càng nghĩ càng cảm thấy giày này nhìn quen mắt, chỉ là vẫn mãi không nhớ ra từng thấy ở đâu. Yến Tam hợp thấy nàng nói không đầu không đuôi. Mai nương, ngươi nói rõ ràng một chút. Trước kia ta cũng có một đôi thế này. Mai nương. Cô nương không hay để ý cách ăn mặc, cho nên không biết hình vẽ trên giày thêu này rất cầu kỳ. Ý ngươi là sao? Nói chung, trên mặt giày thêu có những hình vẽ may mắn như sen sinh quý tử, sầu riêng nở bách tử, song điệp luyến hoa, long phi phượng vũ. Mai nương đặt giày thêu vào tay Yến Tam hợp. Cô nương nhìn kỹ hình vẽ trên mặt giày đi có thể nhìn ra là cái gì không một gốc tịnh đế liên nở rộ trong ao mai nương gật gật đầu chúng ta đi vào xương phòng cô nương kéo rèm lên sau đó đốt đèn đốt thêm vài ngọn bất ngôn đến ngay mọi người lập tức hành động nhanh chóng đi vào xương phòng kéo rèm lên rồi đốt đèn mai nương đặt giày thêu ở dưới đèn cô nương nhìn chỗ này đi thấy gì nào yến tam hợp chấn động trong hồ nước này lại có một vầng trăng tròn phản chiếu trong nước để ta xem tả chi phi cầm lấy giày thêu ơ ờ, đúng là vậy mai nương sao làm được như vậy chỉ thêu không giống nhau mai nương loại thêu này nhất định phải nhìn dưới đèn mới có thể nhìn thấy ngày đó ta sơ xuất tuy rằng cũng ở dưới đèn nhưng không nhìn kỹ như vậy yến tam hợp mai nương ngươi nói ngươi cũng có một đôi giày như vậy sao vâng mai nương thở dài khi đó ta mãi nghĩ làm sao để mời được người đến nhìn thấy vật hiếm lạ như vậy nên bản thân cũng nghĩ cách làm một đôi lời này lại không đầu không đuôi yến tam hợp nghe mà như lọt vào trong sương mù tả chi phi thấy nàng nhíu mày vội ho khan một tiếng mai nương trước đây là người đứng đầu lệ xuân viện lệ xuân viện câu lan hàng đêm xuân của nam nhân không khí đột nhiên ngưng lại yến tam hợp và lý bất môn liếc nhau không biết phải nói gì cho phải mai nương lại cúi đầu mỉm cười xin lỗi tam gia ta làm Yến cô nương kinh ngạc rồi. Đừng nói như vậy. Yến Tam Hợp đứng trước tạ chi phi nói. Trên đời này không có cô nương nào bằng lòng đến nơi đó, đều có nỗi khổ thôi. Là ta nên nói xin lỗi, làm cho ngươi phải nhớ đến chuyện trước kia. Mai nương ngẩn ra, lặng lặng nhìn Yến Tam Hợp một hồi, lại cười nói. Hai, gì mà trước kia bây giờ, ta đã quên sạch rồi, nếu không thì sao phải mấy ngày mới nghĩ đến chuyện giải theo kia. Yến Tam Hợp vươn tay, vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay Mai Nương. Vậy chúng ta nói về chuyện giày thêu đi. Một luồng khí lạnh thấm vào dưới da. Trong lòng Mai Nương chợt có cảm xúc khác thường, không cảm thấy lạnh, chỉ cảm thấy ấm áp. Cô Nương cũng biết, ở nơi như lệ xuân viện, những tiểu nương tử tuổi trẻ, dung nhan đẹp, dáng người xinh đẹp là nhiều nhất. Ta tuy là người đứng đầu, nhưng hoa không phải lúc nào cũng tươi, rồi cũng phải đến lúc tuổi già sắc suy thôi. Người già đi, da lỏng, thịt cũng lỏng, sẽ không được nam nhân chào đón mai nương ngoài miệng nói quên sạch rồi nhưng thần sắc vẫn dần trở nên ảm đạm nhưng ở lâu nơi cao thì chẳng muốn xuống bên dưới cho nên ta bèn nghĩ đủ cách thực ra chỉ là đổi mới một chút phong cách ăn mặc có một ngày ta nghe có vị khách nói có một tiểu nương tử ở giáo phường ti ban đêm mang loại giải thêu này khiến cho nam nhân vui vẻ ta bèn bảo tỷ nữ đi hỏi thăm xem chuyện gì chờ đá chờ đá Yến Tam Hợp và Tạ Chi Phi đồng thời kêu lên. Hai người nhìn nhau, Yến Tam Hợp nói: "Ý của ngươi là, người mang giày này là tiểu nương tử của giáo phường ti sao?" Chương 260: Lời hay. Mai nương. Ừ, một tiếng. Nghe nói là từ bên kia. Yến Tam Hợp lập tức quay đầu. "Tạ Chi Phi, giáo phường ti là nơi nào? Nó khác gì Lệ Xuân viện? Cứ nhắc đến chuyện này là hỏi ta?" Tạ Chi Phi cười lưu manh xấu xa. Yến Tam Hợp hình tượng của ta ở trong mắt người hết trở mình được rồi à. Yến Tam hợp hết chỗ nói. Tam gia, bây giờ là lúc nói chuyện này sao? Đừng làng sang chủ đề khác, ngươi cứ nói xem có thể chờ mình được không? Được, được, được. Trên khuôn mặt tái nhợt của Yến Tam Hợp, xuất hiện một chút nóng này. Tạ Chi Phi thấy nàng dẫn như vậy, trong lòng đắc ý cười. Thật sự mà nói thì giáo phường ti không chỉ là nơi tầm hoan mua vui. Đó là cái gì? Giáo phường ti trưởng quản điện đình vũ nhạc và quản lý nhạc hộ. Nhưng nhạc hộ lại chia làm hai loại người, một là xứng kỹ, loại khác là quan kỹ. Hắn vừa nói như vậy, yến tam hợp càng hồ đồ rồi. Hiểu âm luật, am hiểu ca múa, biết tạp kỹ. Những người này được gọi là xứng kỹ, đừng xem thường bọn họ, thứ bọn họ ăn là bổng lộc triều đình, xem như là người của quan gia, chỉ bán nghệ không bán thân. Tả chi phi dù gì nói mà những người nhà của tội quan, trẻ tuổi xinh đẹp, nữ tù binh bị bắt trong chiến tranh, cả tiểu nương tử xinh đẹp mua được từ bên ngoài, tất cả đều là quan ký, mạng quan ký thì không tốt như vậy, nói trắng ra là làm việc tìm hoa mua vui cho người khác. Yến Tam Hợp Vậy tính trần Tạ Chi Phi ngẫm nghĩ Ta đoán, hơn phân nửa là vết sau Tiền thân là quan kỹ, sau đó là Nico, tinh thần Yến Tam Hợp lập tức sương lên Mai Nương, người nói tiếp đi Yến cô Nương, thực ra cũng không có gì để nói mai nương tỷ nữ của ta sau khi nghe ngóng trở về thì ta bèn tìm người làm một đôi còn tốn hết năm lượng bạc của ta một đôi giày tốn năm lượng ư yến tam hợp sao lại đắt như vậy mai nương chủ yếu là chỉ thêu đắt loại chỉ thêu này chỉ cung cấp cho hoàng thân quý tộc dùng bách tính bình thường đừng nói mua dù được thấy một lần cũng khó yến tam hợp sao người mua được chỉ thêu kia mai nương mỉm cười cô nương cá có đường cá, tôm có đường tôm, trong thành tứ cửu này thì chỉ cần có bạc, bỏ được tiền vốn thì luôn có người có thể lấy được. Là tiểu thái giám trong cung. Tả chi cũng không che giấu, dứt khoát nói. Những tiểu thái giám này quanh năm suốt tháng không tiết kiệm được mấy đồng bạc, nhưng lại muốn hiếu kính lão thái giám, bọn họ sẽ nghĩ cách để kiếm thêm tiền, lấy chỉ theo trong cung ra bán, chỉ là một kiểu cực kỳ nhỏ. Nơi này thật đúng là nhiều cửa ngõ. Yến Tam Hợp nhìn tạ chi phi, lại hỏi. Mai Nương, đôi giày này khiến người nổi được bao lâu. Đừng nói nữa, cũng chỉ nổi chưa đầy một tháng thôi. Mai nương tự diễu cười. Đám cậu nam nhân kia nói ta là đông thị bắt trước, còn không bằng không mang, đôi giày kia chẳng bao lâu đã bị ta ném vào dương. Yến Tam hợp hiểu. Những người được quan kỵ tiếp khách thì hoặc là vương hầu tướng quân, hoặc là các loại quan viên. Những người này phần lớn là người đọc sách, người đọc sách thích chơi chữ nhã nhặn. Tiểu nương tử trẻ tuổi mặc xiêm y mỏng manh, từng bước đi ra trước bình phong, trong đèn đuốc sáng trưng, đôi giày như ánh trăng như ẩn như hiện. Khách văn nhân tao nhã thường dùng sự quạnh quẽ, cô tịch, cao nhã để hình dung mặt trăng. Người đẹp nhất, quyến rũ nhất, dẫm lên ánh trăng quạnh quẽ, cao nhã, điều này đem lại kích thích thị giác đối với nam nhân đến mức nào. Mai Nương, đôi giày kia của ngươi còn ở đây không? Lúc tam gia chuộc ta ra khỏi lệ xuân viện, ta chỉ đi một mình, chẳng cầm theo gì cả. Mai nương khe khẽ thở dài một tiếng. Đồ trong vũng bùn, cứ để lại trong vũng bùn đi. Những thứ trong vũng bùn, cứ để lại trong vũng bùn. Yến Tam hợp bị lời này làm trong lòng căng thẳng, niềm vui sướng vừa dâng lên lập tức hòa tan không ít. Nếu Tĩnh Trần là người của giáo Phường Ti, nếu như trang phục này là trang phục của giáo Phường Ti, tại sao nàng còn muốn đưa tới am thủy nguyệt? Trước khi chết còn muốn mặc vào. Điều này rất mâu thuẫn. Yến Tam Hợp lắc đầu, nghĩ nhiều cũng vô ích, cha xét trước rồi nói sau. Mai Nương, cảm ơn ngươi, cô Nương cảm ơn ta làm gì, ta chẳng qua chỉ là phụng mệnh làm việc. Phụng mệnh ai thì còn phải nói sao? Không phải là nam tử tùy ý nghiêng người, tay chống đầu, trong mắt lộ vẻ phong lưu bên cạnh đây sao? Yến Tam Hợp, bất ngôn, tiến Mai Nương giúp ta. Vâng, Lý bất ngôn đi tới, đưa tay đặt lên vai nàng. Mai Nương, lúc đón nàng cho ta xin lỗi, đi có hơi nhanh. Lúc tiễn nàng chúng ta chậm rãi đi thôi, tranh thủ dẫm chết mấy con kiến trên đường. Mai nương nhìn bàn tay trên vai, chẳng biết vì sao trong cổ họng giống như bị nhét một cục bông, chẳng thấy nói gì được. Đâu chỉ mai nương như thế, cổ họng yến tam hợp lúc này cũng nghẹn ngào. Không nói đến cái chân bị thương này của nàng, muốn di chuyển nửa bước cũng khó, dù có đi lại nhanh nhẹn thì muốn đi vào mấy nơi như giáo phương ti, thì cũng phải có người mang theo mới vào được. Mở miệng thì lại nợ người này một ân tình. Không mở miệng thì chẳng lẽ để cho Lý Bất Ngôn xông vào sao? Nàng liếc nhìn sang bên cạnh một cái, trong lòng tính toán làm sao để người này có thể chủ động giống như việc đưa quài trượng vậy. Nhưng người này chỉ nhàn nhã uống trà, không hề có ý muốn chủ động. Yến Tam Hợp im lặng một lát, quyết định mở miệng. Khổ khổ, cô hắng giọng, vừa định nói khóe miệng tả chi phi lại nhếch lên, biểu cảm nửa cười nửa không. Cổ họng làm sao vậy? Nào, ta giúp ngươi đổi chén trà mới nhuận giọng. Không cần, ta, ấy, sao ngươi lại đỏ mặt? Tả chi phi ngạc nhiên. Nóng sao? Yến tam hợp, ta là sốt ruột. Ta lại quên mất, Yến cô nương nhà chúng ta là sợ nóng nhất. Tả chi phi ngẩng đầu. Thang viên, đi gọi ta tổng quản thêm mấy chậu nước đá đi. Vâng, tam gia. Thang viên vừa đi, toàn bộ tính tư cư chỉ còn lại hai người yến tam hợp quyết định bất cứ giá nào cứ vứt hết mặt mũi đi tạ chi phi người có thể đến giáo phường ti yến tam hợp tạ chi phi lại ngắt lời cô cây cần da người cần mặt tam gia ta ở trong mắt người ngoài là một tên bùn loãng không chắc được tường nhưng căn bản thì vẫn rất chính trực người cảm thấy thế nào yến tam hợp nàng xem như đã nghe hiểu người này còn đang để ý chuyện vừa rồi khi mai nương nhắc tới giáo phường ti Cô lập tức nghĩ đến hắn. "Ừ, ta cũng cảm thấy rất chính trực." Cô cắn răng. "Chính trực thế nào?" Tạ Chi Phi cười rất không đứng đắn. "Chính trực ở chỗ người ở bên nhưng trong lòng không loạn sao?" "Ừ, trong lòng không loạn." Cô lại cắn răng. "Không đúng." Tạ Chi Phi như khiêu khích, "Là nam nhân thì sao có thể không loạn được chứ? Tam gia có định lực." Nàng vẫn cắn răng như cũ. "Có ư, ừ, lời này ngay cả Tam gia nghe cũng không tin, ngươi tin sao?" Ta tin, cô lại cắn răng một lần nữa. Yến Tam Hợp, lỗ tai ngươi đỏ như vậy, là đang nói dối sao? Tạ Chi Phi, ngươi có thôi không hả? Yến Tam Hợp bị người này chọc điên. Được thì làm, không thì ta đi tìm người khác. Nhìn ngươi đi, nóng nảy gì thế, ta có nói không được sao? Tạ Chi Phi nhìn vào mắt cô, vẻ mặt rất ấm ức. Đến nơi đó hỏi thăm nữ nhân đi giày thêu này, người ta còn tưởng rằng Tam gia có sở thích đặc biệt gì chứ. Yến Tam Hợp hơn nữa, tạ chi phi rầm rầm gì gì. Ta hy sinh sắc tướng là vì ai chứ, lại vì ai mà diễn kịch cơ chứ. Giang ta mày lâu như vậy, sao vẫn còn ngứa như vậy chứ? Yến Tam hợp hít sâu mấy hơi. Tạ chi phi, ngươi còn nhớ chuyện ở khách điếm không, ngươi nợ ta một ân tình. Chớ, chớ, nhân tình lớn như vậy sao có thể dùng ở việc này, quá lãng phí, ta vẫn nên tiếp tục thiếu nợ ngươi thôi. Tạ chi phi nhìn thẳng vào mắt cô mấy lời hay ý đẹp lúc nên nói thì phải nói yến tam hợp đáy mắt yến tam hợp như muốn bốc lửa không phải tạ chi phi khan giọng muốn người nói một tiếng cảm ơn thừa vũ khó thế sao bùm lần này lửa trong lòng yến tam hợp cháy hết cả lên phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn